sạt lở đất đá bịt kín cửa hầm đèo Cả, đường sắt Bắc Nam tê liệt. Khối đất đá hơn 100 mét khối từ trần hầm đèo Cả sạt lở xuống đường ray khiến tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn qua tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên tê liệt. Lúc 12 giờ 45 phút ngày 12 tháng 4, khoảng 100 mét khối đá trần hầm đường sắt đèo Cả nối hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa sạt xuống, bịt kín cửa hầm, kéo dài khoảng 5 mét. Vụ sạt lở khiến đường sắt Bắc Nam đoạn qua Phú Yên, Khánh Hòa tê liệt. Sự cố khiến tàu xe 8 chở 300 khách xuất phát từ ga Sài Gòn sáng nay phải dừng ở ga Giá, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa. Còn tàu xe 5 chở 350 khách từ Hà Nội phải dừng ở ga Tuy Hòa, Phú Yên. Đại diện đường sắt phía Nam cho biết, thời điểm xảy ra sạt lở không có tàu khách đi qua. Ngành đường sắt đã huy động ô tô chuyển tải hàng trăm khách từ tàu xe 8 sang xe 5 và ngược lại để tiếp tục hành trình. Dự kiến khoảng 23 giờ đêm nay giao thông đường sắt sẽ được thông. Lúc 19 giờ cùng ngày, xung quanh hiện trường đất đá ngổn ngang, nhiều cán bộ, công nhân vẫn đang huy động nhiều máy móc để đào bới đất đá. Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Quản lý Đường bộ 3, tại km 1368+760 QL 1, xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, khu vực đèo Cả, công trình sửa chữa hầm đường sắt, tuyến đường sắt Bắc Nam gặp sự cố sập hầm. Do tuyến hầm đường sắt giao chéo bên dưới với quốc lộ 1 nên ảnh hưởng đến kết cấu của phần nền đường, tay luy âm trái tuyến.